trời. Chúa vì yêu con đã giáng sinh mang thân phận người. Chúa giáng sinh làm người. Chúa giáng sinh làm người. Rộn rã tưng bừng, tưng bừng rộn rã tưng bừng, rộn rã tưng bừng và thiên sứ dâng cho lời ca. Trời Bethlehem sao lấp lánh chiếu ánh sáng huy hoàng, một trời tết mới đã mở ra đón thiên sứ tàu hoa ca. Alleluia. Nơi Bethlehem Chúa giáng thế, Chúa đến với con người, tình yêu giáng thế trời đất nơi đại dương. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vinh danh Chúa trên trời. Vinh danh Chúa trên trời. Alleluia, Alleluia. Tình yêu giáng thế. Vâng, Chúa đã giáng sinh. Tình yêu cứu độ đã đến trong nhân loại. Người là niềm vui sự sống, là bình an đích thực. Chiêm ngắm hài nhi Giê-xu, mẹ Maria và thánh cả Giuse, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc đang tràn ngập trong một gia đình nhỏ bé vừa đón chào sự sống mới khai sinh. Niềm hạnh phúc ấy làm tan đi cái giá lạnh của đêm đông bút giá, xóa đi nỗi cô đơn giữa biển người vô cảm. Tình yêu và hạnh phúc giản đơn của gia đình bé nhỏ ấy sẽ là trường học tuyệt vời cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Đặc biệt trong năm nay, theo lời mời gọi trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giữa lòng thế giới, gia đình con là ngôi là mẹ, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Gia đình công uyên, Chúa hằng hiện diện. Chiều hôm sớm tôi cùng nhau cất cao lời kinh. Tình sống tình yêu Chúa mãi thầm nhờ. Chúa hằng gọi mời, giáo truyền lời người, bằng cuộc sống mới vì tha xót thương cảm thông. Chúa hằng ban ơn để ta nên thay, gia đình hạnh phúc làm men muối ước cho đời. Trong đèn cha nguyện thao hiếu hết mọi ngày. Giữa lòng thế giới, gia đình con là ngôi là mẹ, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo.
hy sinh, là cộng đoàn chung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Đến với hài nhi Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse, mỗi gia đình, nhất là các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, sẽ học được những bài học quý giá để kiến tạo cho gia đình tương lai của mình một đời sống hạnh phúc, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, gian khổ. Nguyện chúc cho niềm vui Giáng sinh mãi luôn lan tỏa trong lòng mỗi người, sưởi ấm những con tim cô đơn giá lạnh, hàn gắn lại những đổ vỡ trong mỗi gia đình, để thế giới ngập tràn tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc và niềm vui của tình yêu cứu độ.